Mà sao gì đi mà sao? Mà sao ăn được cô ớ? Anh nó kêu gì cũng được. À, rồi bây giờ các bạn muốn ăn gì? Các bạn muốn ăn gì mới kêu nha, để các biết miền Tây làm cho các bạn nha. Rồi bây giờ Lý ăn gì? Nó ăn cơm nhà rồi. Nó ăn cơm nhà rồi. Còn gì có thu một tô. Rồi mẹ có ăn gì? Rồi một tô tiếp. Ăn cơm rồi luôn. Rồi uống nước, Nhưng uống nước. Mày không ăn gì hả? Không ăn gì. Rồi một tiếng khô, một tiếng nước. Em ăn một tiếng khô. Một khô, một nước. Em ăn hai nước, một khô. Rồi gác biết miền Tây ăn gì? Mình ăn khô. Rồi là hai khô hai nước. Rồi muốn gì đó? Đặc biệt ở Dòng Cơm có đối diện với xây nợ mình có cái quán đặc sản này nha các bạn. Lúc nào cũng không có đặc biệt. Rất là ngon. Đây, nhìn cái tô thấy mắc thèm liền. Mất tiêu có thu rồi. Nhiêu tô anh? Ở đây tụi mình bên tụi mình nhận nhiêu tô anh? 30 30 ngàn một tô các bạn. Đó. Đây là được mấy chục năm trong nghề anh. Này là gia tiền phải không? 30 năm. 30 năm. Ôi sáng mình đi ăn bánh mì hầm khô là ba mấy năm đó các bạn. Đó. Cho các bạn nhìn thấy cái tô em mượn chị, đừng có giật nữa chị. 30 ngàn nữa các bạn, ngon cực kỳ không? Rồi, nè chị, xin cảm ơn chị. Đó. Dung nha, mở trào thấy chưa? Đặc biệt, đó. Bánh bao làm bánh bao cũng là bánh bao thần thánh nè các bạn. Đây là thần thánh bán luôn, tự làm. Đó. Bánh bao nào cũng ngon hết trơn. Bao nào cũng được. Anh lấy cho cái sao nào. Đặc biệt 10 ngàn một cái nha các bạn. Em về ăn đi. Rồi chị cho em một cái bánh bao luôn chị. Rồi rồi. Mua cho một chỗ. Rồi. Chị lấy em cái bánh bao. Rồi. Chị bẻ giùm em luôn. Đây các bạn xem đây. Wow. Thấy chưa, chỉ có 10 ngàn thôi các bạn. Đó. Rất là mềm. Chủ đem bánh bao lên hỏi luôn quay đây nóng hỏi vừa thổi vừa ăn luôn nè các bạn. Phỏng tay nha, hai người đẹp đi chung với mình sẽ review tô tiếu thần thánh. Các bạn biết không, các bạn mà về Dùng Cơm á, các bạn ăn hủ tiếu ở đây nè ăn bao no luôn á, bao bụng các bạn luôn, không no là không lấy tiền các bạn đó. Có diễn sang động bị Dùng Cơm nha các bạn. Đúng, nhìn sao xéo qua đó. Các bạn hãy thấy cục thịt chưa Hân ơi, ăn hết luôn Hân. Không nói thì ăn thịt thôi con. Bỏ bánh lại đi. Nha. Ngon lắm. Ngon không? Ngon như nhà mẹ nấu nha. Bây giờ tới review. Review. Bỏ vô miệng nào. Miếng thịt bò miệng nó ngon. Đó các bạn. Nhỏ tuổi nhất đó thì sao? Còn một người nữa bạn, nhỏ lắm, em bé hu hu. Em bé này. Mình sẽ cho các bạn thấy em bé hu hu đang ăn. Đó em bé hu hu. Đây. Mẹ. Em bé đưa em bé mất cả người các bạn ơi. Mất cả ra đâu dám nấu gì đó ăn vậy mà người ta thích lắm á. Nhỏ tuổi nhất tông nhóm mình đó các bạn. Đi theo bắn bông với tụi mình luôn các bạn. Nhỏ nhất tông nhóm luôn. Nhỏ là nhỏ năm xanh thôi nha. Chứ không có nhỏ hay kia nha. Da dế là không có rồi đó. Hân review trước đi con. Nè, gấp miếng hủ tiếu bỏ họng coi. 1, 2, 3, xé. Xé hả? Phải xoang. Trời. Phải xoang như một dài chưa? Rồi dài chưa? Ăn kiểu giống gì? Swiss tộc hay gì? Rồi, Swiss tộc. Ê, ăn có chừng dính môi nha, sơn môi nha. Ăn kiểu không đôi sơn thôi. Dảnh cái môi lên coi. Ăn kiểu không đôi sơn, để xem và Hân nè. Rồi. Rồi, review cặp xương cho Quyết coi coi. Bây giờ Quyết tắt máy nó cặp được với tao. Đúng rồi. Không, người ta muốn coi Hân ăn mà. Đúng rồi. Ngại quá hả? Có gì đâu ngại Hân. Cứ ăn còn ngại nha. Cặp đi con. Cặp đi. Coi chừng nha, răng là răng quốc tế nha, răng gì hàng chục năm chứ lượng cao đây ông nội. Đừng có quay nữa để con lấy chồng chứ, quay vậy nè lấy chồng. Sao hả? Nó thấy em xấu quyền con lấy chồng. Có cái gì đâu rồi lấy chồng. Biết đâu là già. Ừ, biết đâu là già hả? Biết đâu con quay vậy có nhiều người thích con, người ta bả vậy người ta mới có hương con sao? Chưa gì trơn à, mới học 12 rồi lấy chồng đại gia rồi đó. Đã. Con ơi lấy chồng đại gia, da nhiều lắm con, da bột xương đó con. Ăn từ từ thôi nha Hân. Quậy gì? Quậy
Tô Quý là hết review món ăn. Đó. Ý giờ nhìn cái tô Quý làm là nước không rồi các bạn. Bây giờ nói ăn không kịp nữa, nó đã nở ra như thế này các bạn thấy không? Bây giờ chắc bỏ bánh và ăn hủ tiếu thôi. Ủa lộn, bỏ hủ tiếu thì ăn thịt thôi. Không thể nào ăn hủ tiếu được nữa. Ai nói gì nói, em bé Heo He vẫn ăn một mình nha. Không còn ai chăm sóc hết. Là em bé Heo He tập trung chuyên môn. Em bé Heo He không nói cái gì. Các bạn đừng nhìn em bé Heo He nữa. Em bé Heo He mất cỡ. Không nói gì đâu, chỉ cười thôi đó. Cười. Và đặc biệt đặc sản đây là cái cục này nè, đó đặc sản đó. Cái này cái này giống cái đùi quá vậy, xương ống hả chị? Xương ống hả? Xương ống dạ, xương ống 30.000 một tô các bạn, bao no luôn. Ăn mà ăn đến nỗi mà ăn xong rồi cái chắc mai em qua Mỹ mình ở Mỹ Tho á nghe, chứ không phải là Mỹ nha. Mình bỏ hỏng hết luôn nè. Đó. Ngon quá là ngon. Đó, nói là cũng nghe là biết dồn hết lòng rồi đó. Đó. Bây giờ đại gia đình nhỏ như nhoi của mình đi bắn pháo bông nha các bạn. Trời hơi trấu ăn chút, nhưng mà nhìn em nào đẹp. Nhìn em nào cũng đẹp, dễ thương, xinh xinh hết trơn trời. À, sau lưng mình là cái sân khấu rất là lớn, hoành tráng của huyện mình đó các bạn. Đó. Mình không biết là mình bơi vô đó được các bạn, đông lắm. Mình chỉ đứng ở ngoài thôi. Đây là cháu của mình. Không à. Ngại quá hả? Mắc cỡ hả con? Ê Chiến gì nói đi con. Hôm nay ăn Tết, hôm nay ăn Tết bên đây sao? À, thì lần đầu tiên cháu là lần thứ hai đã rất là lâu rồi mới qua đây. Mắc cỡ gì hả? Ngại. Mắc cỡ. Rồi nói tiếp rồi sao nữa? Thì tao hôm nay mới được ra ngay khỏi nhà luôn á. Trời ơi. Con được ra khỏi nhà. Còn có làm có đi được ra được đâu. Sao gần vậy? Hả? Đúng rồi, thì trời mới được ra thấy vui. Lạ lắm. Trời nó lạ luôn hả?
Con ngon.